Cả nó mệt rồi thì mình phải có vợ hai nó giúp. Cả nó mệt rồi thì mình phải có vợ hai nó giúp. Ôi trời, ôi trời, xin chào tất cả các bạn nhá. Đức Toại mới mở một cái shop bán ạc Liên Quân là shop đức toại vlog.com. Shop đấy có bán ạc PUBG, ạc Revive và ạc Liên Quân ạ. Các bạn nhớ vào shop đức toại vlog.com ủng hộ Toại nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại xin lỗi nha. Chị gái của Dũng Su tên Việt Nam là Hằng, tên nước ngoài là Tử Vong. Đúng không? Nói thêm cho chẳng hiểu, mình nói chung vài những vấn đề chính là nói chung là chị của Dũng Su là sống ở đẻ cả sống ở bên Mỹ từ bé giờ nên là bây giờ mới về. Ấy thì hôm nay là nhân tiện là chị Hằng về thì anh em mình có một ý tưởng chôn mẹ là có nghĩa là sẽ giả vờ là Hằng sẽ là người mới của Tuyền ở bên Mỹ. Muốn Tuyền là muốn cưới Hằng này rồi, nói chung là để thử lòng mẹ xem mà mẹ có đồng ý là chấp nhận là cưới người Mỹ bỏ để chấp nhận là bỏ Dũng Su hay không. Đấy, nó thật sự mọi người là chắc chắn là mẹ mình là không, bởi vì mẹ mình không bao giờ hám của hám gọi là người nước ngoài hay gì cả. Đấy, nhưng mà thôi, nhưng mà không nhận là chị Dũng Su có Dũng Su có một người chị gọi là rất giỏi giang luôn, nói tiếng Anh bắn tiếng Anh như gió luôn. Bây giờ em chỉ cần bắn tiếng Anh thử cho anh một câu như kiểu xin chào tất cả mọi người, em nói thử không? Hi, how are you? Rồi, nghe phát rồi nói cho nó biết nghe như gì. Nói chung là tính là anh em muốn nghe nhiều đúng không? Tí mình sang mẹ mình đang ở nhà bác mình, tí nữa sẽ lôi em Hằng này vào thì nói nhiều, anh em cứ thế nghe thôi nhá. Nói chung là tiếng Anh gọi bắn như tiếng Giáp luôn, bắn như tiếng Việt luôn. Đấy, ok nhá, nhá, bây giờ mẹ mình đang bên kia, bây giờ anh em sẽ sang chôn mẹ mình nhá, ok. Đi, wish. What's up, my Peter? Ok nhá, mẹ mình ngồi kìa, đấy. Nhưng không biết ở trong nhà này. Tầm thôi phải như mày. Không, nhưng mà hôm nay mẹ mình lại ở trong nhà. How are you? I'm fighting it for you. I'm much jolly father, mother and you. Văn mày thì 1.5 đâu mà. À quên, tiếng Anh mày 1.5 mà mày cứ thích bắn nhiều thế nhỉ. Bắn vừa vừa thôi mày. My hạ thổ. Mẹ, thế hôm nay là mẹ trông nhà của bác à? Bác thuê mẹ bao nhiêu một tiếng? Thì thấy các anh uống rượu nhiều, tôi ra tôi xem uống rượu. Xem nó ngồi một mình ở cái nhà kho vật vã này. À, chứng tỏ là mẹ đam mê nhà cao tầng đúng không? Con đam mê thì mẹ ra đây ngồi để mẹ nhìn mẫu nhà để mẹ xây đúng không? Cái thằng Văn nhân vật chính đấy mày. Đấy thì cái từ đấy mày cứ chặn họng tao, bố tao không biết được. Bây giờ đấy. Thôi được, bây giờ thì mẹ, bây giờ em vào em trả mẹ phát là cười nó hiểu tụi mình. Mày em hello mother tao. chị có thể tăng tốc độ volume, tăng volume, phát volume lên, tăng volume. Hi, how are you? My name is Hằng. I'm 26. Tội dịch đi mẹ không hiểu tiếng Anh, mình dịch đi. Chào má yêu thân mến của thằng Tuyền và thằng Toại. Cháu dạ. Bên Mỹ kìa mẹ. Đấy, bên Mỹ thì nói chung là mẹ biết rồi đấy. Người Mỹ mà. Tiền con này gặp được. Mẹ cứ từ từ mẹ nghe con giải thích. Đấy thì mẹ, nói chung là người Mỹ mà. 100 triệu bên Mỹ nó cũng chỉ như 100 triệu tiền Việt Nam thôi. Thế thì ngu gì, thằng nào mà không ngu mà đâm đầu vào gái Mỹ luôn. Bây giờ con là người có tiếng. Đúng. Đấy thì là gái Mỹ nó yêu con, nó thích con, nó giờ nó tình nguyện để đến với con. Đúng rồi. Nó biết, nói chung là nó biết con lấy vợ rồi, nói chung nó bỏ qua hết, hiểu không? Thằng kia cắt mỏ. Đấy, nói chung người của con nhá, nó yêu quý con khắp mọi miền tổ quốc nhỉ. Indonesia, Manta, Châu Phi, Châu Úc, Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Ấn Độ Dương. Đấy, thằng Manta, Chelsea, Axelan, Malo. Nói chung là vừa em ấy vào bảo là chào mẹ yêu thân mến, cháu có lời chào thân mật chào đến mẹ đấy. Rượu bia đâu mà uống giờ nói nghiến thắng thế. Bây giờ nói chung là bây giờ em đây là người Mỹ thì bắn chỉ biết tiếng Anh thôi. Bây giờ mẹ cứ nói thằng Toại sẽ phiên dịch hết. Toại nói chung là thời gian qua ấy, mẹ không biết đâu, thằng Toại nó đi học khóa đào tạo tiếng Anh mấy tháng trời, nó thành phiên dịch tốt lắm. Người yêu của Toại à? Người con, mẹ nhiều con. Ý là con mẹ thôi biết là cái diễn. Thôi được, nói chung là như nào thì mẹ con mình là về nhà đóng cửa gọi nói chuyện với nhau xong. Bây giờ mẹ muốn hỏi gì em ý, mẹ cứ nói thì con phiên dịch. Đấy, mẹ cứ nói để Toại phiên dịch sao, mẹ cứ nói đi. Mẹ muốn hỏi cháu ở đâu? Mày à? Em mày ở 4
Malaysia, nói chung nước ngoài. Đấy, chỗ này là nước ngoài. Đấy, nó bảo thế. Sao con lại gặp được? Nói chung là dùng cái công nghệ nó gọi là mạng xã hội, chỉ cần bấm số một phát là alo, một phát là đọc địa chỉ nó tự về. Thì cháu lạ thế mà cháu lại dám theo hai thằng này à? Nói chung nó biết con trên mạng, hiểu không? Con không biết người ta thì người ta biết con. Đấy, nói chung là mẹ bên Mỹ về đây chờ cả. Mẹ anh bảo là nhìn, em ma dơ, mẹ tao bảo là mày pha dơ ở bên Mỹ về đây không chắc cưng bố tao. Nói chung là mẹ bảo nó cái gì quên rồi. Bảo ở bên Mỹ mà về tận đây chơi, biết nhà bác mà về đây chơi à? Nói chung là Mỹ về chắc cần chắc cờ ở đây à? Dạ. Nó bảo ừ anh nhầm. Nó bảo ừ anh nhầm. Nó bảo vâng, nó bảo không phải ừ. Vâng. Nó bảo vâng, mẹ hỏi gì đâu. Thế bé ở gì à? Thế nói chung là giới thiệu qua chứ, nói chung giới thiệu nhiều thế nhỉ. Nói chung chốt lại là ngày hôm nay con dẫn em Việt Kiều về đây là nói chung để là muốn đi bước nữa, hiểu không? Thì nói chung là đàn ông ba thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Đây nói chung là làm thế nào làm, nói chung là để cho cuộc sống tương lai của mình nó được nở hoa, hiểu không? Giờ mình toàn ở cái nhà sét đánh không lứt áo quên không đổ. Nhà sét đánh không lứt áo quên không đổ. Nó không chịu nữa giờ, nói chung là muốn em Việt Kiều. Dạ. Bảo anh từ từ thế sau bây giờ anh mới cưới anh lại bảo là muốn. Bây giờ thì nói chung mẹ biết tính con rồi. Mới cưới nhưng mà con thôi. Đây mẹ chứ nào? Thằng này hay là thằng này? Thằng này. Nói chung mẹ anh có bảo mẹ này, cái thời này đúng không? Mình muốn đùa không? Mẹ ơi, mẹ ạ, thời này là thứ nhất là mình phải có tiền. Đấy. Đúng không? Có tiền mới làm phiền được thế nào. Đấy. Bây giờ nó có tiền, nó có nhan sắc, nó có lại cái quyền thế, nó cũng nó có đủ cả hơn cả con Jesus rất nhiều. Đấy, nói chung mẹ nhìn này, có Việt Nam mình có ai bắn giáp tiếng Anh như nó không? Nên mẹ chỉ con cần... đi học tiếng Anh con lấy cái này quá rồi còn lấy cái gì? Yeah. Con chỉ cần bảo nó khen mẹ một câu xinh gái để em nói thử câu xinh gái mẹ nghe. You very beautiful. Đấy. Where are we with the park? Em qua đi mobile phone. Đấy. Không cần khen xinh gái nhưng mà anh này chưa có ấy chứ. Anh này. Ôi, mẹ suốt ngày dùng marathon vượt dòng mẹ vả con biết là nhỉ? Mẹ cái đôi dép huyền thoại tính con là nói chung là yêu cái người bên Hàn Quốc rồi nó quen rồi, yêu người bên Mỹ nó giàu quá không chịu được. Ai là say bia không? Không, say bia say rượu gì bằng say nhé. Tôi là sao? Vừa phẹt cho cái này thì tan mặt luôn. Rồi. Thế thì bây giờ nói chung là con đã dắt em Việt Kiều này về để nói chung để gọi là nói chuyện nghiêm túc với mẹ nè. Bây giờ con Diễm ấy, thì mẹ biết rồi. Con thì con không hợp đó giờ nói chung vội vàng quá thì con cũng coi như là xin lỗi. Bây giờ làm nào để con lấy thêm vợ nữa thì để như kiểu vợ cả nó mệt rồi thì mình phải có vợ hai nó giúp. Cả nó mệt rồi thì mình phải có vợ hai nó giúp. Cả nó mệt rồi thì mình phải có vợ hai nó giúp. Ôi trời, chết cho mày, chết cho mày. Yeah, oh yeah. Chết vợ mày, chết cho mày, yeah, oh yeah. Chết vợ mày, chết cho mày, yeah, oh yeah. Ok, thế thì nói chung là mẹ anh bây giờ em có lời gì nói mẹ anh em cứ nói tẹt ra thôi, phiên dịch à, nó hiểu tiếng Việt bắn tiếng Anh à, ai em nói chuyện how are you mẹ anh father mother gì thì nói đấy. I want you can for me love him. Con rất thích con trai của mẹ nhưng mà mẹ không đồng ý thì mẹ không sang với con đấy. Nó là thế đấy, nó mày phiên dịch như vô vấn, phiên dịch như chuẩn à, cháu vẫn bảo là cho lấy thế này á, thì không có vợ rồi. Em cứ luôn nói nhiệt tình với anh phiên dịch không? Thằng này là có vợ rồi. Cái gì? Con mang yêu say. Qua Malaysia, Argentina, America, Australia, Azerbaijan. Có nghĩa là nó bảo là. Nó bảo là anh này có vợ rồi. Mẹ này mẹ giỏi tiếng Anh, quan của mẹ cứ lên tranh con này. Học nặng, học ỉm lên tiếng Anh từ xưa giờ, bây giờ mình thì có thời cơ thể hiện đây. Chứ lúc nãy không nói nhiều không. Nha, bây giờ là... Là thằng này tán hay thằng này? Thằng anh. Thằng này tán hay thằng này? Thằng này. Thằng này gì? Thằng này ý định bỏ Diệp Xu yêu Việt Kiều. Mình nói đi. Mày nói đi, con nói rồi. Thằng này nó có vợ rồi, cháu còn yêu nó làm gì, cái thằng kia chưa có kìa. Mẹ anh bảo là thằng này chưa vợ, thằng này có vợ, em yêu thằng này thằng á. I don't care. Đúng rồi, ok, nó bảo I don't care nghĩa là
Ok, em hiểu, em rất yêu anh Tuyển. Ok, em hiểu, em rất yêu anh Tuyển. Em rất yêu anh Tuyển. Nói không nói nhiều vòng vo tam quốc diễn nghĩa. Nói chung bây giờ chốt lại là con về con phải quay ý kiến của mẹ rồi. Bây giờ ý kiến của mẹ già ra làm sao mẹ giả lời cho con luôn, để con biết mai con lại sắm sửa cho con sắp mâm bao nhiêu cỗ. Đấy. Sắp gì? Sắp vài cái bàn vả nghe chưa? Tưởng là cái thằng kia chưa có thì sắp cho thằng kia, chứ mày có rồi mày muốn nắm chuyện không? Thôi mẹ, mẹ ngay em ấy châm thuốc hút thoải mái, hút thì ngậm điếu thuốc thơm mồm. Ở bên kia người ta không biết tiếng thì cứ... Đâu, mẹ thì từ đây con phiên dịch cho mẹ, con là đứng giữa trung tâm mà con là người phiên dịch cả. Nói chung bên Mỹ người ta phổ biến là bắn thuốc lào chứ không bắn thuốc lá mẹ. Thế nên là nhà bác không có thuốc lào thì thôi, mình cho thuốc lá thì em không hút, thì thôi. Thế nói chung là mình cứ định này là mẹ có cho thằng này lấy con này không? Riêng thì nói chung là I don't care, có nghĩa là vứt. Đấy, bây giờ mẹ đã... Thế mẹ nó nói gì cái phiên dịch thế, mẹ con chỉ là người phiên dịch. Là phải cái thằng chưa có vợ, chứ định bây giờ có vợ rồi thì dắt về để vớ vẩn đấy. Vâng, nhưng mà cô bảo mẹ này kia con chỉ là người phiên dịch cho mẹ đánh con. Nó nói gì con nói đấy. Tôi không biết tiếng Việt, bây giờ chúng mày cứ mặc áo giống nhau như này, xong bắt đầu thằng có vợ rồi chí chá thằng chưa có vợ, xong bắt đầu là muốn vớ vẩn đâu. Thế thì chốt lại là ý kiến của mẹ ra làm sao mẹ nói vẹt một lời cho con. Không thích yêu thì thôi, chứ thằng này quá rồi đừng vớ vẩn chết tao luôn. Tên chốt lại mày không cho luôn? Chả không cho. Cao chạy xa bay. Cao chạy xa bay. Nói chung con đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cao chạy xa bay em. Đi đúng theo anh tiếng. Mẹ anh tiếng gọi tình yêu à? Ôi sợ bắn mạnh không ai. Lâu sớm này, gọi là người ta gọi là sâu lâu sớm mốc kinh, là không uống thuốc. Rất đợi rồi người ta không biết tiếng xong về, thằng nọ đổi cho thằng kia. Tuyệt chỉ nói đi luôn mày, ngoánh chết. Mẹ cứ ngồi chung nhà của bác, mẹ cứ nói mày như thế là sinh nhà làm cái thằng này nói nhiều thế nhỉ, tao đâu bảo mày đi thôi. Ok.